Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lucy Family Cuộc Sống Canada. Và ngày hôm nay là cuối tuần thì hai vợ chồng tranh thủ sáng chạy ra chợ mua một số cái nguyên liệu về làm vịt nấu chao. Mọi người, đây là cái lẩu vịt nấu chao mới vừa làm xong, thì tụi mình sẽ ăn kèm với lại bún. Cái này là bún dạng như cộng, này là cộng bún bò. Bún bò, bún cộng cộng lớn mọi người, với lại rau rau. Đây, rau rau tươi xanh. Thì tại vì mấy hôm gần đây mọi người mình thấy cái một số các anh chị, không biết là anh hay chị thôi, nói chung là mình không biết là các bạn có bao nhiêu tuổi, nhưng mà có một số bạn comment vô những cái video của mình đó mọi người. Thì có một số bạn comment rất là dễ thương, thì có một số ý kiến, nói chung thì sẽ có rất là nhiều cái ý kiến khác nhau, thì mỗi người một ý. Nhưng mà có một số bạn có cái cách comment cũng khá là khó chịu mọi người, cho nên sẵn hôm nay thì mình cũng sẽ nói về cái ý kiến cá nhân của mình, cái quan điểm cá nhân của mình về cái vấn đề này ha. Mình ha, vừa ăn vừa nói với mọi người. Thì hôm nay mình sẽ uống cái soda. Giọng uống gì à? Bia đang ướp lạnh chưa các bạn? Ok, ăn đi, bớt lửa chưa? Bớt rồi, bớt nhỏ nhất rồi. Lớn quá, nó sắc xuống mặn lắm. Bỏ rau vô chết hả? Ừ, bỏ ra. Giờ lấy bún nha. Sao giờ múc rau nhiều quá vậy? Không có nhiều đâu, có ba bún cục. Múc bún ít ít trước hả chồng? Ít ít mà giờ múc nửa tô luôn rồi. Nghĩa sao quá rồi. Quá trời luôn, sao nó mở lửa nhỏ thì cái rau nó không có chín mà. Chín rau này dễ chín á. Vậy nó liều ít. Ăn vịt trước đi. Thịt nhiều quá. Thịt nhiều quá hả? Không phải đâu chồng ơi, khoai nhiều quá. Sợ ăn không hết á mọi người, nấu có nửa con vịt thôi. Thì sẵn hôm nay là mình nhân dịp cái video này mọi người, thì mình cũng sẽ nói về cái một số điều về bản thân mình như là chồng của mình ha. Thì tại vì từ lúc mình làm YouTube tới giờ mọi người, thì mình chưa có chính thức giới thiệu về bản thân mình cũng như là chồng của mình. Thì sẵn hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn. Lâu quá không được ăn. Lâu không? Mấy tháng rồi. Tháng rồi hả? Từ mùa hè năm ngoái. Ủa, vậy hả? Chồng không có giờ đâu biết chồng em. Chồng ăn từ hè năm ngoái tới giờ cũng hả? Từ nhỏ lớn chồng nấu ăn đâu, chỉ có vợ qua vợ nấu cho chồng ăn thôi. Ủa vậy hả?
lớn giờ cũng đâu có nấu đâu món này. Vậy qua đây vợ mới nấu á. Chồng may mắn à, mới chờ. Trời nay biết nịnh quá ta. Ăn vô nó béo mà nó ngọt. Giờ bỏ mỡ gì nữa rồi đó. Giờ cũng nhiều mỡ. Ừ. Thì mọi người ơi, bản thân mình á là mình năm nay mình là 35 tuổi. Trời sao già dữ vậy. Mình là 35 tuổi nha mọi người. À, chồng mình thì năm nay là 37 tuổi. Cũng hơi bị già rồi đấy. Thì mình á mình thấy có bạn á comment vô cái video clip của mình theo cái kiểu bạn nói á là nghe cái cách mình nói chuyện á là biết mình là người mới qua Canada rồi. Thì thật ra là từ đó giờ mình đâu có nói mình ở đây đâu đâu mọi người, mình cũng có cái video clip những lần trước á mình cũng có nói là mình mới qua đây thôi, cho nên là những cái gì mình chia sẻ nó là những cái trải nghiệm của bản thân mình. Cho nên là mình muốn chia sẻ những cái trải nghiệm đó với mọi người thôi. Chứ mình thật sự mình cũng nói chính xác ngày hôm nay là mình mới qua Canada sinh sống theo cái diện là kêu là gì? Chồng bảo lãnh đó mọi người. Là diện kết hôn đó mọi người. Thì mình mới qua đây sống được là đúng tháng 3 này là 2 năm mọi người. Đúng 2 năm thôi. Còn chồng mình thì sống ở đây là từ năm bao nhiêu? 2007. Từ năm 2007 hả? Ừ. Từ năm 2007 tới giờ. Đó, chồng mình thì đã sinh sống ở đây thì từ năm 2007 tới giờ. Đó thì mình không có hề giấu hay là mình không có hề nói là mình là người sống ở đây lâu năm. Mình đã nói ngay từ đầu là mình là người mới qua. Và những cái gì mình đã trải qua đó chính là trải nghiệm của bản thân mình. Và mình muốn chia sẻ những cái trải nghiệm đó với mọi người. Để nó hết lửa hay sao mới như cái cục. Ok, lát luôn. Vì mọi người biết sao không? Chính là những người mới qua như vậy á thì sẽ có những cái cần thiết, những ví dụ như những cái kinh nghiệm về những cái giấy tờ của cá nhân nè, hoặc là những cái gì đó mà mình là người mới di cư tới thì mình phải thực hiện những cái đó. Thì chính bản thân mình mới vừa trải qua thì mình sẽ có những cái kiến thức nhất định trong cái thời điểm mà mình chia sẻ đó. Mình chỉ hy vọng là chia sẻ những cái đó đến những cái bạn mà sau này các bạn sẽ đến Canada sinh sống, hoặc là những bạn có kế hoạch dự định đến đây để sinh sống, thì các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm riêng, rút những cái kinh nghiệm riêng cho bản thân mình. Thì cái đó là mình cũng chỉ là mong muốn như vậy thôi. Đó, thì có một số bạn vô comment bình luận những cái cách bạn nói á, thì cũng khá là kỳ. Không phải là khen mới vui mọi người, mình sẵn sàng tiếp nhận những cái ý kiến hoặc là những cái đóng góp của tất cả mọi người để cho mình phát triển hơn, thì cái đó mình sẵn sàng thôi. Nhưng mà có một số bạn á, một số cá nhân á, cái cách nói của các bạn á không phải là mang tính xây dựng, mà cái kiểu các bạn giống như cụ thể như thế này. Có một bạn á là nói theo kiểu là nghe cái cách nói chuyện của mình thì mình sử dụng những cái ngôn từ kiểu như là của tuổi bất kỳ. No, cái đó mình đọc vô là mình khó chịu liền. Tại vì sao? Bất kỳ hay nam kỳ cũng là người Việt Nam mà mọi người. Nó đâu có, mình không nên phân biệt dùng miền như vậy, đúng không? Cho nên là mình cảm thấy không có thích những bạn cái kiểu nói chuyện như vậy. Tại vì bạn nói như vậy thì mình có quyền không nhắc tới. Nhưng mà người ta nói là im lặng là đồng ý, đúng không? Nếu như mà mình im lặng, mình đọc được cái comment như vậy mà mình im lặng, có nghĩa là mình đồng ý với ý kiến của bạn đó. Thì mình, cái tánh mình thì mình thẳng thắn. Mình muốn nói đây là mình không đồng ý cái cách nói chuyện của bạn như vậy. Thì một khi bạn đó bình luận vào cái trang cá nhân của mình
thì mình có quyền phản ánh những cái bình luận đó đó. Cho nên là mình cũng chia sẻ với mọi người ngày hôm nay, các bạn không nên mình đã là người kêu là mình xa quê rồi, mình qua bên xứ người mình sống, thì tất cả mọi người ở đây đều là cộng đồng Việt Nam hết. Cho nên là mong là mọi người đừng có phân biệt là Nam Kỳ, Bắc Kỳ hay Trung Kỳ, cái đó đều là người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã phải sống ở cái cộng đồng nước ngoài á, thì nó đã khó khăn rồi. Cho nên nếu như được thì mọi người hãy yêu thương, chia sẻ cho lẫn nhau, chứ đừng có nói chuyện như vậy, mình thấy không có hay lắm. Okay, xin mời mọi người chúc sức khỏe. Dịch nó mềm quá. Wow, đã quá. Thì mình chính thức qua đây sống á mọi người là từ năm 2020. Mình qua đây, mình qua đây được 2 tháng, được tháng 3 mình qua đây. Thì 2 tháng sau là mình bắt đầu đi làm luôn, tới bây giờ luôn á mọi người. Thì công việc trước đây của mình ở Việt Nam á, là mình làm văn phòng trong một cái công ty. Thì mình là làm về phòng kinh doanh đó mọi người. Thì khi mà tới đây á, mình bị sốc cái văn hóa sống. Tại vì á, ở đâu cũng vậy, mình ở quen rồi mọi người, mình sống tới hơn 30 năm ở Việt Nam mà mình đùng một cái mình phải chuyển qua bên đây sống, thì mình phải có thời gian để cập nhật cũng như là làm quen với cuộc sống bên đây. Thì mình nhận thấy ở Canada này cái chế độ của họ rất là tốt. Thứ nhất là về cái dịch vụ y tế thì mình thấy là tốt, và cái giáo dục nữa. Thì hai vợ chồng mình thì công việc hiện tại thì cũng là làm công nhân bình thường thôi mọi người. Trong tuần thì 5 ngày đi làm, còn cuối tuần thì có thời gian thì sẽ quay video để giao lưu với mọi người. Đó là cuộc sống hàng ngày của hai đứa mình. Mình là người gốc Sài Gòn. Từ nhỏ tới lớn là mình sống ở Sài Gòn luôn. Rồi mình cũng đi làm nhiều một số cái công việc. Trước khi qua đây thì mình làm văn phòng kinh doanh của một cái công ty sản xuất nước suối. Đó thì đó là về bản thân mình. Chồng mình thì về bản thân chồng mình á, thì chồng mình là người Campuchia gốc Hoa nha mọi người. Đúng không? Không, người Bông. Đâu phải người Campuchia. Trời ơi, biết xài chữ người Bông. Ổng là người Campuchia gốc Hoa, nhưng mà cũng có một thời gian vài năm sống ở Việt Nam á, cho nên là cũng nói được tiếng Việt. Nhưng mà nhiều khi á mọi người, nhiều khi mình người Việt mình hay có mấy cái câu lóng, tiếng lóng nè, nói chuyện kiểu như mà nói chuyện nghĩa bóng nghĩa đen á, thì mấy cái đó ổng không có hiểu. Cho nên là nhiều khi á mình hay ghẹo ổng. Nhưng mà đưa tiền biết xài à? Ủi, cái đó ai cũng biết. Thiệt. Ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu của hai vợ chồng á là tiếng Việt. Thì mình thứ nhất không biết tiếng Hoa, thứ hai á là tiếng Anh thì mình không có giỏi, nên là nói chuyện tiếng Việt thôi. Mà mình không hiểu sao có một số người họ có thể nói họ có thể phát ngôn ra như vậy luôn. Tại vì mình thấy mình đọc vô mình đã thấy khó chịu rồi. Mà các bạn đó thì dùng cái từ rất là nặng luôn. Các bạn ghi là tuổi Bắc Kỳ.
cái cách bạn nói như vậy thật sự là mình rất là không thích luôn. Hiện tại mọi người thì hai vợ chồng mình hiện tại thì chưa có nhà riêng, chưa có xe. Thì sau 2 năm mình qua đây thì mình cũng hai vợ chồng cũng bắt đầu dành dụm và đã hiện tại thì đã mua được một cái xe. Nhưng mà do là thứ nhất là do dịch, thời gian đại dịch Covid diễn ra, hiện tại bây giờ thời điểm này thì vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid. Thứ hai là chiến sự của Nga với lại Ukraine đang căng thẳng đó mọi người, cho nên là về cái việc mà nhận xe thì mình bên chỗ bán xe họ có báo là mình phải chờ 3 hoặc là 4 tháng thì mình mới nhận được xe đó. Thì cũng thông tin cho mọi người biết là như vậy, thì hy vọng là sẽ sớm nhận được xe để có thể có nhiều cái cơ hội để mà đi nhiều nơi hơn nữa để chia sẻ cho mọi người đó. Với lại trong tương lai thì kế hoạch của hai vợ chồng thì cũng đang ráng là dành dụm để có thể mua được một căn nhà cho mình. Mà mọi người cũng biết là ở Canada thì cái việc mua nhà không phải là đơn giản nha mọi người, rất là khó khăn, cho nên mình sẽ cố gắng rất là nhiều. Chồng mình thì ổng ít nói lắm mọi người, ổng cũng hơi nhát á, cho nên là nhiều khi mình quay video là vợ nói làm gì là chồng làm nói thôi, chứ nhiều khi ổng không có tự chủ động được, cũng hiền lắm. Chứ lại giống như người nào thân thì ổng mới nói nhiều thôi, chứ thực sự ra mà kêu ổng giao tiếp thì ổng hơi dở, cho nên là mọi người cũng đừng có trách ổng là tại sao ổng không nói nhiều. Ngày qua đây mọi người cái mình làm vợ mà, cho nên là mình phải nấu đồ ăn cho ổng ăn, mà có những cái món mình chưa bao giờ làm luôn, mà qua đây mình học hỏi, mình coi những cái trang mạng nấu ăn nữa, mình học rồi mình làm theo, xong rồi mình tự chế biến cái cách nấu của mình đó, thêm thắt vô đó thì mình làm được một số cái món cho ông ăn. Nói chung thì ông cũng dễ ăn lắm, mình nấu gì ông ăn đó. Ông ăn dám chê vợ không nấu cho ăn nữa sao? Bức khơm không ngon cũng nói ngon nè. Ý là giờ cái này không ngon mà phải nói ngon hả? Cái này là quá ngon. Không ngon nữa, không ngon. Thôi mất công chê cái mà mốt mình không được ngon, không được ăn. Không ngon mà ăn chi. Bên đây á, dịch á, giống như là họ nuôi công nghiệp hay sao á mọi người. Nấu mau mềm á. Mình nhớ hồi xưa ở Việt Nam, mỗi lần mẹ mình nấu món gì liên quan tới dịch á là nấu lâu lắm mới mềm. Ở đây nuôi chắc nó cho ăn chi, cho nên thật nó bợ. Không phải, nó không có tập thể dục. Cái mặt đỏ hết trơn, đâu có uống bia rồi. Nóng. Hiện tại thì ở đây bắt đầu chuyển mùa mọi người, vô mùa xuân rồi đó. Hiện tại ở đây Canada hiện tại là bây giờ đã vô mùa xuân rồi, thời tiết thì đang ấm dần lên, hôm nay nhiệt độ thì nó lên tầm 8 đến 10 độ, nhưng mà nãy mình với ổng có đi chợ thì cũng hơi lạnh chút xíu mọi người, cũng còn hơi lạnh tại hôm qua mưa ha. Hôm qua trời mưa cho nên là cái hơi nước nó còn hơi lạnh đó mọi người. Trời vậy mà ăn cái nồi lẩu mới đã. Mùa hè ta ăn lẩu, mùa đông ta ăn barbecue. Chơi ngược. Được lao. Ok mọi người ơi, thì nội dung của video ngày hôm nay của mình chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Thực ra thì
9 người thì 10 ý. Mình khi đã chấp nhận mình làm cái nghề YouTube này á, thì mình sẽ phải chấp nhận có người thương, có người ghét. Nhưng mà mình chỉ muốn nói ngày hôm nay á, là về cái vấn đề mà mọi người, một số, chỉ một số người thôi mọi người, chỉ một số người, cái kiểu bạn, cái cách bạn nói, cái cách bạn viết nó ảnh hưởng rất là nhiều đến nhiều người. Cho nên là mình mong muốn là các bạn đừng có làm như vậy. Các bạn có thể góp ý, có thể nói nhưng mà một cách nhẹ nhàng, và tránh tránh tình trạng là kỳ thị hoặc là phân biệt vùng miền. Tại vì bất cứ vùng miền nào cũng vậy, thì chúng ta người Việt Nam ở nước ngoài thì đều là dân tộc Việt Nam hết mọi người. Mình mong là mọi người hiểu hiểu cho mình. Thì mình sẽ xin phép trong cái video này, mình xin phép mình sẽ ẩn đi những cái comment mang tính chất như vậy, cho nên là mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Lucy Family Cuộc Sống Canada, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye. Bye.